Thank you.
xin mời hai chị tiếp theo Lê Hà Cẩm Tư, vị trí số 1, Nhất Hà Hải Dương, Lê Bá Lư, 7 tuổi, Võ Hoàng Ta, vị trí số 4. Lê Bá Lư, Võ Hoàng Ta, vị trí số 4. Không có bé nào.
Thank you.
Ngôi thành Nam, môn phái Nam Sơn thuộc hội đồng đổi mời tài quay trở lại với chúng ta với tiết mục Hồng Hồn, một trong những cái vật đặc trưng của môn phái Nam Hồng Sơn. Môn phái Nam Hồng Sơn có lịch sử ra đời trên 100 năm, hiện tại do bài võ sư Văn Thức Nguyễn Tị làm chủ hơn. Thank you.
chúng ta đang chứng kiến trận biểu diễn song kết kiều của các môn sinh môn phái thiếu niên tập ba huyền. Đây là một trong những bài bài của liên đoàn võ thuật của Việt Nam. Xin mời các bạn tiếp theo Nguyễn Hoa, Phó Đội trưởng Đội Bắc.
Xin mời quý bạn nam, mời các bạn ngồi.
với bát tiên phủ nhớ Phật nằm trong đêm đông của bát tiên truyền là có đạo trung tâm của Phật Hà Nội. Đức Phật Hà đã đạt được huy chương vàng trong liên hoan phóng hội viên Đức Phật Hà tại tháng 8 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Nam là một nơi bó cổ truyền của dân tộc Việt Nam, có xuất xứ từ châu Ái, châu Hoàng ở vùng Thanh Huyền những ngày này. Nhất Nam với đặc trưng là hát hay bó, một trong những đặc trưng của dân tộc của dân Nam Định của đồng bằng Bắc Việt. Nhất Nam đã được sự thông phải của một sự phát triển công tác không chỉ ở vùng châu Ái, châu Âu, Thanh Nề, Hà Nội, các tỉnh phía Bắc, thậm là nước và cả phát triển công tác là một số nước trên thế giới. Tại Hải Dương, Phó sư và sĩ Vương Mạnh Hùng đã đưa về giảng dạy từ những năm 1990. Ông là một trong những đệ tử xuất sắc như đầu tiên của Phó sư trưởng môn Lê Xuân Minh. Thank you.
mang lại hiệu ích tinh thần tươi về giáo sư Trần Đức Công làm trưởng đoàn. Hiệu ích tinh thần tươi là thành viên của liên đoàn võ thuật của Triều Tiên Hải Dương. Và hiệu ích tinh thần tươi đã đem đến với liên đoàn võ thuật của Triều Tiên Hải Dương lần thứ nhất năm 2022 với nhiều kỹ thuật đặc trưng của liên đoàn. Thank you.
Trong những ảnh quy định với ba đội bóng kiểu
Thank you.
Kính thưa quý vị, để ghi nhận những kết quả đóng góp của các đoàn máy, các đoàn về dự liên hoan, bản tin sau đây sẽ thực hiện trao thưởng và quà tặng đối với các đoàn. Sau đây xin trọng kính mời các vị trưởng của các môn phái, các vị trưởng đoàn di chuyển lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận phần thưởng và cúp của bản chức. Xin trân trọng kính mời. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Ngô Mạnh Hùng, phó chủ tịch liên đoàn, phó tổng cục liên đoàn có bản chức. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Cao Thành, thường vụ liên đoàn, phó tổng cục liên đoàn. Xin mời các vị đại biểu di chuyển lên sân khấu để tặng cúp giấy chứng nhận và phần thưởng. Trưởng đoàn, trưởng các bộ,
đổ nho cái tí nước vào cái thuyền kia. Hãy subscribe.